ba đi. Thế vừa làm hai đứa đi. Khi mình bóp này mình phải cảm giác như lúc nào mình đang chuẩn bị lăn hai quả bưởi nhà mình ấy. Thế anh tay nó mới dẻo. Chứ còn bình thường mà không thì tay nó cứng lắm. Lúc nào mình phải cảm giác mình đảo như kiểu đảo hai quả bưởi nhà mình. Như rằng là chú yên tâm đi, chú các chú quay cái này, chú này là người xem hơi nhiều. Nhiều các bắt cong này phải nhiều rồi. Gọi là cây hài rồi nhỉ. Anh hài thì có thật chứ em, sai đâu. Thật mà. Xuống đây toàn cười xuống. Đấy em như thế nào, anh kìa. Anh bảo là bóp này nó phải bóp như nắm như hai quả bưởi cho mình. Ừ. Sử dụng như thế. Công năng sử dụng của nó như thế mới ngon được không? Mình nhớ là buổi nhà ta sử dụng tiện hết nhỉ. Còn buổi hàng xóm thì ta dùng kiểu khác. Có cả hàng xóm. Đại loại lắm. Đại loại là thế. Vâng. Vâng. Sang đâu đấy rồi bắt đầu Vân. Cái này tí nữa nướng luôn chưa anh hay là để cho... À, cái này chưa? Có khách đi nướng. Ừ. Có tí nữa nướng mà. Ờ, tầm buổi tối nướng nhiều. Ừ, tối nhiều. Đây là nào mà chín? Bình thường bán tối bán đến mấy giờ thì nghỉ? Tùy theo em. Nói chung là khách chỉ nướng đến 23 giờ là kịch. À, tôi bán một hết rồi. Bây giờ khách người ta ngồi. Cái bì rất là ngon đấy. Cố ăn đi. Ừ. Còn đây là dầu. Ôi, dầu nóng sổ. Phải có dầu. À, có dầu vào. Không có dầu vào là không nướng được. Ừ. Anh em mà nhớ là phải ăn bằng nó thơm. Hay là dầu nóng chứ mà tay. Đấy. Khi bóp à khi nãy là cái bưởi ấy rồi. Ừ. Thấy không? Khi đây là bưởi nó lúc bây giờ là bưởi quả bưởi là chuẩn bị có múi rồi ăn không tê hết rồi. Ừ. Còn bây giờ bắt đầu chuyển sang bưởi. Bưởi này là bưởi lon, hiểu không? À. Đấy. Bưởi nó thì nó mới thỉnh thoảng nó mới có ướt át. Còn bột nghệ thì không phải nói rồi. Xong rồi, cái này món này coi như xong. Hả? Thế thôi. Tay to nhỉ? Tay to phá nhiều. Còn đây là nước thịt thánh. Đây là cái gây cho say. Làm quảng cáo thì người ta phải gọi quảng cáo trong cái đôi. Trong cái thật thì nó có cái ảo. Đúng rồi. Nhưng mà đa phần phải có cái thật. Sao bị phết nhỉ? Nó phải có cốt. Cốt, cốt của nó thì mới cái cốt thật được chứ. Đây là mẻ đúng không? Mẻ. Không có cốt thì làm sao mà... Chó làm sao không? Không cốt làm sao mà nói là ta thật. Muối.
Thế không phải muối, đây là bột biển. Chính xác của bác Phong là chỉ có dùng cái loại này thôi, không phải là dùng cái muối tinh kia. Không có. À, sao đấy?